bạn nhé. Hôm nay mình lại ra vườn để xem những cái quả nào có thể thu hoạch được hoặc chuẩn bị thu hoạch, và một số loại rau nữa, cộng thêm là mình sẽ làm cỏ và bón một chút phân gà, tức là bên đây cái phân gà họ đã chế biến sẵn rồi đấy nhá các bạn. Bây giờ các bạn hãy theo mình ra vườn các bạn nhé. Đây là những cây cà chua, gọi là cà chua bi đấy, mình trồng cũng chín rồi, lác đác rồi, cũng có thể thu hoạch được rồi này. Trái xanh, trái chín rồi thì trái ương nhiều lắm các bạn ạ, rất là sai nhé. Đấy, bên đây là cà chua trái to hơn, không phải là cà chua bi đâu đấy, sai chữ chịt các bạn ạ, này từ gốc lên đến ngọn luôn này. Đấy, thấy chưa, bên cạnh đây rau thơm các bạn thấy không, cũng xanh gì hết tất cả này. Xanh gì hết cả, kinh giới này, tía tô này, đủ vị rau các bạn ạ. Cải ngọt này, bữa trước mình gieo đấy, bữa này đã ăn được rồi nhé. À, cây tương đối lớn rồi. Cả đây là cải canh này, này mồng tơi vẫn còn rất nhiều. Bạc hà kìa, bữa nào mình sẽ thu hoạch để làm cái món bún cá bạc hà. Đây là bắp cải và su hào. Đấy, còn đây là cải con, mình đang cải canh đấy, mình mới gieo được khoảng độ 2 tuần rồi đấy, cũng chuẩn bị được ăn rồi đấy các bạn ạ. Đây là su hào, mình trồng cũng được gần 1 tháng rồi. Bên cạnh đó mình xen lẫn với cải ngọt. Bây giờ cải ngọt cũng ăn xong rồi, su hào cũng lớn rồi. Còn ngoài ra nó cũng hơi xác một chút, mình phải thu dọn những cây cải dạ à, cây cải mà nó không còn non nữa. Đấy. Đây là cái phân gà organic các bạn ạ. Bên đây chế biến sẵn phân gà với lại mùn cưa họ ủ mục rồi nhé. Đấy. Thì mình chỉ mua về thôi. Xong là bình thường cái đất nấm này trồng khoảng độ 2 3 năm đầu đấy, cây rất tốt, không có phải làm cái gì hết. Bón bất kể loại phân gì hết, nhưng sau khoảng độ 2 3 năm thì nó cũng kém màu đi, thì mình mua cái phân gà đấy, organic đấy về để mình bón kèm vào đất thì cây sẽ rất tốt. Bây giờ mình sẽ hái những nhặt những cái cây cải này, cải ngọt đấy. Ăn hết ở biển luôn, lẫn vào đây mình rau này. Đấy, mình sẽ thu dọn đi để cho nó được phát triển, những cây hào, su hào này phát triển các bạn nhé. Ngoài ra bình thường ra nếu mình để những loại cải mình ăn hết rồi còn nó còn bé, nó lẫn ở đây nó bị su hào nó che thì nó cũng không nên được các bạn ạ. Làm cái này cũng nhanh thôi, bởi vì là nó cũng không phải là dễ cỏ gì, phải là cải mà vơ một chút là xong hết. Ví dụ những cái còn đâu là những cái mà cái cây su hào này đấy, để nó bạn có thể tỉa bớt những cái lá già đi để nó đỡ mất dinh dưỡng. Đấy. Bây giờ như mình tỉa này thì là nó sẽ tập trung nuôi vào củ, thì củ nó sẽ nhanh lớn hơn các bạn ạ. Những cái lá già này mình vứt bớt ra chỗ kia làm mà phân hữu cơ các bạn nhé. Đấy. Nhiều quá. Cái con nhẫn chưa gấp.
đến. Bây giờ mình đã thu hoạch xong những cây cải nhỏ này rồi, cũng như cỏ và một số các cái lá già. Bây giờ các bạn nhìn thấy luống nó thưa chưa? Đấy, luống rất là thưa. Mình chuẩn bị bón phân nhé các bạn. Này, đây là phân gà organic các bạn. Phân gà họ chế biến bên này bùn cưa, ngoài không có một cái chất gì hết, nó đã ủ hoai rồi, hoai mục rồi. Bây giờ mình chỉ việc thúc ra thôi, mình bón cho cây thôi các bạn nhé. Mỗi một cây mình chỉ cần cho một cái, mỗi một cây mình chỉ cần cho một cái xẻng này thôi. Rất là tốt các bạn ạ. Sau khi bón phân gà rồi á, cây nhìn mỡ trông thấy ngay các bạn ạ. Chỉ cần khoảng độ 6 3 4 hôm là các bạn nhìn thấy nó đã khác hẳn. Cây nào cũng được bón đầy đủ hết, không bị bỏ sót. Hôm nay thời tiết nó lắng nhẹ, ngày mai là trời dự báo thời tiết có mưa, nên là mình cũng phải tranh thủ lúc còn nắng. Ok các bạn, rau mình đã bón phân xong nhé, bón phân xong rồi đấy, các bạn nhìn thấy luống rất là đẹp. Bây giờ còn một chút thời gian mình sẽ đi sang bên giàn su su để mình xem đã thu hoạch được chưa các bạn nhé. À, đi theo mình. Ok các bạn nhé, đây giàn su su nhà mình đây. Bây giờ mình phải leo qua cái vườn bí dợ, mai mốt mình cũng thu hoạch hết. Các bạn nhìn nè, su su này, nhiều trái chưa? Những trái này mới chuẩn bị ăn được thôi. Ôi những trái bự này là ăn được rồi này các bạn. Trái này là ăn được rồi nhé. Đệm cái này ăn được rồi này. Ôi những trái này là ăn được hết cả rồi. Đấy, này, bự lắm các bạn ạ. Nhìn, các bạn nhìn thấy rất là sai. Những trái này ngày mai ngày mốt mình sẽ hái vào, mình làm món su su xào thịt bò. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đấy, cái thùng này này mình thu hoạch các cái loại rau cỏ mình vứt vào đây để mai mốt nó mục lên mình cũng làm phân organic các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cắt hết cả những cái cây đậu quý này đi, bởi vì cũng thu hoạch xong rồi mà bây giờ nó cũng quế vụ rồi các bạn ạ. Đấy, để cho su su nó lên, cho cái này nó không bị ảnh hưởng đến đàn su su nhé. Lúc đầu mình cũng biết, mình cũng rắc đấy, gì cây gì mình cũng rắc ra, thì nó cùng lung tà la hết cả lên, mà nó rất tốt các bạn đây này, bí cũng tốt cho cỏ lung tung hết ra đây này. Dưới này đất của mình là cũng là khoai tây nhé các bạn. Mình cứ thu hoạch xong mình củ nhỏ mình lại vứt vào đấy, mình ngủ đấy sang năm tự nó lên mình lại thu hoạch được. Ok các bạn ơi, video của mình đến đây cũng là hết thời lượng rồi, bởi vì bây giờ mình cũng phải có bếp để nấu ăn rồi. Mình xin chào các bạn nhé. Nếu các bạn nào mà thích xem kênh của mình, các bạn có thể cho mình một like, cho mình một chia sẻ share, và các bạn comment hoặc đăng ký kênh của mình subscribe. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều. Các bạn hãy luôn luôn đăng ký kênh của mình nhé, để theo dõi những video mới. Bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn.